Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất của thế giới. Chúng ta rất cần thu hút thêm đầu tư nước ngoài, nhưng không phụ thuộc và có sự lựa chọn biết mình biết người. Tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam bao gồm cấp mới, điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần đạt gần 27,72 tỷ đô la Mỹ, bằng 89% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có 2.036 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký đạt gần 12,45 tỷ đô la Mỹ, giảm 18,4% so với cùng kỳ. Có 1.107 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 10,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Như vậy, vốn đầu tư đăng ký mới tuy giảm, song số dự án đầu tư mới tăng lên, vốn đầu tư điều chỉnh cũng tăng so với cùng kỳ. Theo ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, mức giảm là đáng kể, nhưng không đến nỗi quá lo lắng. Mặc dù vậy, trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất của thế giới, tốc độ thu hút đầu tư mới đang chậm lại vẫn là hiện tượng cần lý giải thấu đáo. Còn theo tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, một nguyên nhân khách quan phải kể đến là những biến động chính trị trên thế giới dẫn đến lãi suất đô la Mỹ tăng mạnh, khiến các nhà đầu tư không muốn gia tăng đầu tư mới ở nước ngoài, thậm chí có xu hướng co cụm về nước. Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên thẳng thắn bình luận, thu hút đầu tư nước ngoài từ nay đến năm 2025 chắc rất khó vì giá vốn ở Mỹ quá cao. Việt Nam đồng lại là đồng tiền không chuyển đổi và các địa phương vẫn có xu hướng chèo kéo nhà đầu tư về tỉnh nhà bằng mọi giá mà không nghĩ đến cục diện chung. Tuy nhiên, điểm sáng đáng kể là giải ngân vốn FDI đạt gần 22,4 tỷ đô la Mỹ, vượt xa mức 20,38 tỷ đô la Mỹ của cả năm 2019. Vốn thực hiện lũy kế ước đạt gần 274 tỷ đô la Mỹ, bằng 62,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. Các số liệu thống kê cho thấy, cơ cấu đóng góp của khu vực FDI trong GDP có xu hướng tăng dần từ năm 2005 đến nay. Khối FDI cũng luôn chiếm tới trên 70% tổng giá trị xuất khẩu và khoảng 50% sản lượng công nghiệp. Tuy nhiên, tính liên kết của khối này với doanh nghiệp trong nước được coi là chưa thật chặt chẽ. Tác động của FDI trong việc cải tiến khoa học công nghệ vẫn còn rất hạn chế. Để phát huy tốt nhất hiệu quả của dòng vốn FDI đóng góp vào việc nâng cao khả năng tự chủ, tự cường của nền kinh tế, theo tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên là phải tìm được đối tác bắt tay với mình, chứ không phải thuê mình làm từng công đoạn cho họ. Sức mạnh của doanh nghiệp tất nhiên phụ thuộc phần lớn vào nỗ lực của doanh nghiệp, nhưng sẽ được nhân lên nhiều lần với sự ủng hộ mạnh mẽ của một nhà nước phục vụ làm hậu phương vững chắc.